Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, Bộ Công an, tiền thân là Bộ Nội vụ, là cơ quan công quyền trực thuộc Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội và một số nhiệm vụ khác nữa. Nhiệm kỳ 2021 đến 2026 vừa qua có nhiều biến đổi về nhân sự. Vậy Thứ trưởng Bộ Công an hiện nay gồm những ai, chúng ta cùng tìm hiểu. Đứng đầu hiện nay là Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang. Dưới quyền Bộ trưởng là 6 Thứ trưởng Bộ Công an gồm có 1. Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, sinh ngày 28 tháng 1 năm 1962. Ông sinh ra tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, là con út trong một gia đình có 4 anh em trai Vinh, Quang, Sáng, Tỏ và 2 chị gái. Ông là em trai của cố Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2011 đến năm 2016, cố Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2018. Ông theo học Đại học Cảnh sát, chuyên ngành điều tra tội phạm. Từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 4 năm 2011, ông theo học và bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Học viện An ninh Nhân dân. Tháng 4 năm 2013, ông bảo vệ luận văn tiến sĩ luật học chuyên ngành tội phạm học. Điều tra tội phạm có tiêu đề phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ngày 22 tháng 10 năm 2015, ông được phong học hàm phó giáo sư ngành khoa học an ninh. Ngoài ra, ông có bằng cao cấp lý luận chính trị. Sự nghiệp công an của ông bắt đầu từ tháng 10 năm 1978, ông là chiến sĩ, sau đó là đội trưởng đội cảnh sát hình sự kinh tế, công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Hà Nam Ninh. Từ năm 1999, ông là trưởng công an huyện, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Từ năm 2007, ông là trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát Môi trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường, Tổng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Bộ Công an. Năm 2011, ông là Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ông mang hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân vào năm 2013. Từ tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên. Năm ngày 28 tháng 10 năm 2015, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ngày 20 tháng 5 năm 2020, ông được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Ngày 24 tháng 9 năm 2020, ông vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định thăng cấp bậc từ Thiếu tướng lên Trung tướng. Ngày 6 tháng 1 năm 2022, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký và trao quyết định thăng cấp bậc từ Trung tướng lên Thượng tướng. Ông hiện là Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. 2. Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng. Ông Lê Quốc Hùng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1966, quê quán tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông có học vị tiến sĩ Học viện Cảnh sát Nhân dân, bằng cao cấp lý luận chính trị, cử nhân quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tóm tắt về sự nghiệp của ông như sau. Tháng 11 năm 1985, ông là học viên trường Công an Bình Trị Thiên. Tháng 11 năm 1986, ông là cán bộ trinh sát hình sự kinh tế, Công an huyện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 10 năm 1993, ông là cảnh sát khu vực rồi cán bộ tổ chức chính trị, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 7 năm 1995, ông là cán bộ tham mưu, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 9 năm 1999, ông được bổ nhiệm giữ chức phó chánh văn phòng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế rồi chánh văn phòng từ tháng 12 năm 2000. Tháng 11 năm 2007, ông được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 10 tháng 8 năm 2015, ông được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 8 tháng 11 năm 2018, sau khi Bộ Công an được tổ chức theo mô hình mới, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương X06. Sau đó, ông được bầu làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và được bổ sung vào Đảng ủy Công an Trung ương. Năm 2019, ông được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Ngày 29 tháng 4 năm 2020, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Ngày 1 tháng 3 năm 2022, ông được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Thứ trưởng Bộ Công an. 3. Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trung tướng Lê Văn Tuyến. Trung tướng Lê Văn Tuyến sinh năm 1973, quê ở xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ông từng là Phó Cục trưởng Cục Tham mưu,
Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân thuộc Bộ Công an. Tháng 12 năm 2017, ông được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Tháng 12 năm 2019, ông được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Tháng 3 năm 2021, ông đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm ông Lê Văn Tuyến giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2021, ông được phong quân hàm Thiếu tướng. 2 năm sau, tức năm 2023, ông được phong quân hàm Trung tướng Công an Nhân dân. Ông hiện giữ chức Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. 4. Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Long. Trung tướng Nguyễn Văn Long sinh năm 1974, quê ở xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông tốt nghiệp Đại học Hệ Chính quy, chuyên ngành Cảnh sát Kinh tế khóa D19, Học viện Cảnh sát Nhân dân. Quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ Phó trưởng phòng thuộc Cục Tham mưu Cảnh sát, trưởng phòng thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Tổng cục Cảnh sát. Tháng 5 năm 2014, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Tháng 11 năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Tháng 9 năm 2019, ông đảm nhận chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2021, ông được phong quân hàm Thiếu tướng. 2 năm sau, tức năm 2023, ông được phong quân hàm Trung tướng Công an Nhân dân. Ông hiện là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. 5. Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Thế Tùng. Ông Phạm Thế Tùng sinh năm 1972, quê ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ nghiệp vụ Cảnh sát, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Tóm tắt sự nghiệp của ông như sau: từ năm 1994 đến năm 1997, ông là cán bộ phòng PC15 Công an tỉnh Hải Hưng. Kể từ khi Hải Hưng tách ra làm hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, ông đã kinh qua nhiều chức vụ tại Công an tỉnh Hưng Yên, từ cán bộ phòng PC15, trưởng phòng PC15 đến trưởng công an huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên. Đến năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Tháng 10 năm 2019, khi đang là đại tá, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Ngày 22 tháng 4 năm 2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thay cho Thiếu tướng Võ Trọng Hải đã được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm làm Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 16 tháng 7 năm 2021, ông được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong quân hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Ngày 19 tháng 12 năm 2023, Thứ trưởng Lương Tam Quang thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động ông đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Ngày 17 tháng 7 năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục A03 làm Thứ trưởng Bộ Công an. Ông hiện là Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. 6. Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, sinh năm 1973, quê quán tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học Hệ Chính quy, chuyên ngành Cảnh sát Kinh tế, Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tóm tắt sự nghiệp của ông như sau: ông từng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Ngày 01 tháng 6 năm 2020, tại Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đó, Bộ Công an cũng trao quyết định thăng hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 6 năm 2020. Cùng ngày, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định chỉ định bổ sung Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh. Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, luân chuyển Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03. Năm 2023, ông được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng. Ngày 17 tháng 7 năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục C03 làm Thứ trưởng Bộ Công an.
Ông hiện là Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tham nhũng kinh tế buôn lậu, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.